Bây giờ anh đếm 1, 2, 3 thì là xuất phát nha. Chuẩn bị này. Sẵn sàng chưa các em? Em sẵn sàng rồi. 1, 2, 3, xuất phát. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vòng qua đây, vòng qua đây. Chuẩn bị sang bãi thi thứ hai. Dừng lại, dừng lại. Nhanh, 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 chạy thật nhanh. Chưa ăn nhím. Anh nghĩ là như thế này cũng ổn rồi đấy. Cải thiện so với hôm qua rất nhiều rồi. Thế nhưng mà của em nó có hai bài thi cơ. Một bài thi nhanh nhẹn và một bài thi về sức mạnh nữa. Thế nên bây giờ em phải ra rèn luyện sức mạnh. Rèn luyện sức mạnh như thế nào cơ? Đây, em đi hai cái găng tay này vào. Đã đi sang găng tay. Được rồi. Bây giờ nào, nắm thật chặt tay lại nào các em. Nắm chặt tay lại. Đúng rồi, kéo anh đi ra chỗ này. Đây. Em biết đây là cái gì không? Ừ. Bây giờ mình hình dung cái này như kiểu là cái bao cát đập đập đấm bông. Em càng đấm thật mạnh vào cái cây này. Hồi xưa anh đấm vào lõm vào cây này, thế nên mới khỏe được như thế đấy. Đây này, nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ em cứ như thế này, em đấm vào đây cho anh. Nào, tập luyện đi. Khỏe lên nữa nè. Khỏe lên. Nưa lên, khỏe nưa lên thì nó mới ăn thua được, nó mới rèn luyện sức mạnh được. Ổn rồi chưa? Lên rồi chưa? Ôi, mày em nó sợ quá. Cái thở này không ổn đâu. Tập xong mai em lại còn không gặp bố nữa tí. Thế nhưng mà em phải tập luyện thì mới giành chiến thắng được chứ. Nếu không thì mai em thua các bạn đây. Cây này cứng lắm. Được rồi, thế thì coi như em chưa quen, anh sẽ đổi phương pháp tập luyện cho em. Bây giờ anh sẽ trực tiếp mặc cái này nào. Anh sẽ là cái bao cát đấm bông cho em đấm. Ok chưa? Rồi anh chắc chắn là sẽ mềm hơn cái cây kia. Nhưng mà anh có chắc là anh chịu không đấy? Đúng là cái bụng này nào nữa này. Rồi, bây giờ coi như anh là đối thủ của em nhá. Nè, ra đây tập luyện đi. Em xem, tất cả bạn nhím đang làm cái trò gì thế kia nhỉ? Hai anh em này chắc chắn hôm nay xảy ra xung đột gì rồi, cho nên mới hăng máu đánh đấm nhau thế kia. Ui ui, Sam còn đấm anh nhím gục rồi kia. Không được, mình phải vào can ngăn hai anh em nhà này thôi. Sam ơi, hai anh em có chuyện gì? Bình tĩnh, cùng nhau giải quyết, không được đánh đấm nhau như thế. Này, từ đã Sam ơi, chị Trang nói đúng rồi đấy. Anh phải nghỉ một tí đã. Sao anh em nhà cậu làm sao mà lại đánh nhau như thế? Không phải nhà tôi đánh nhau đâu. Không phải đánh nhau á? Tớ đang luyện tập cho em Cam. Sắp tới trường em mới tổ chức hội thi thể thao. Thế là bây giờ tớ đang phải rèn luyện cho em đây. Hội thi thể thao á? Nhưng mà nhân dịp gì mà lại có hội thi thể thao? Thì sắp tới là 20 tháng 11 đây, ngày nhà giáo Việt Nam ấy. Thế nên là trường em mới tổ chức mấy cái hoạt động. Em đi về cứ bắt tớ là phải luyện tập cho em ấy. Từ sáng đến giờ chạy đi chạy lại bao nhiêu vòng rồi đây. Bây giờ là sang phần thi đấm bốc. Nhưng mà khổ nỗi là nhà tớ không có cái gì luyện tập đấm bốc được cả. Nên là tớ đành phải mặc áo mưa vào để cho em mới đấm đây. Nhưng mà thế này không ổn. Đau lắm, từ nãy đến giờ tớ chịu không nổi rồi. À, thì có nghĩa là rèn luyện boxing đấm như này đúng không? Đúng rồi. Thế mà không gọi tớ. Tớ ai lại dùng người để đấm như thế? Nhà tớ có một cái món đồ này hơi bị hay ho, đảm bảo có ích cho cậu với cả em Cam đấy. A few moments later. Đây này, em Cam phải đấm vào cái này thì mới đi dự thi được. Cái này là cái gì đây? Hộp đấm bốc đây. Đấm vào hộp này á? Không phải là đấm vào cái hộp đấy, mà là đấm vào cái hộp ở bên trong cái hộp này cơ. Ngồi xuống đây, để tớ mở ra cho các cậu xem. Bên trong cái hộp này có một cái dây này. Đấy. Một cái này nữa, các cậu biết là cái gì không?
trông như kiểu làm cái lò xo ấy. Đây nữa này, đây mới là cái hộp chính. Punching bag hamburger. Hamburger á? Hamburger là món ăn cơ mà. Sao lại là cái gì đấy? Punching bag. À, cái này cái gì? Đúng rồi. Đây là gọi là cái cột đấm bốc đúng không? Đấy. Em đang phải đấm vào cái này này thì mới rèn nó luyện được. À, để đấm vào đó nhá. Bên trong này là cái là chính là cái trụ đấy. Cậu phải dùng á, còn đây chính là cái đầu bơm đấy. À thế còn đây là cái bơm đúng không? Đúng rồi, bơm. Để cậu cắm vào, bơm cái trụ này lên. À thế thì được rồi. Để tớ thử mở cái bơm này ra xem nào. Bơm lên luôn cho em can tập luyện. Không à, sắp tới ngày thi đến nơi rồi đây này. Đây chính là một cái bơm này. Thì ấn xuống hơi nó sẽ phì ra này các cậu ơi. Nhưng mà bơm bằng cái bơm này cũng mất sức đấy. Xem nào, ở đây có một cái lỗ ở đây. Ồ, không phải. Tớ nhìn thấy ở đây nó có một cái lỗ khác mà. Hình như lỗ này là lỗ mà lúc mình muốn xịt ra thì mình sẽ vặn lỗ đấy. Đây, lỗ này cơ, lỗ đằng sau này này. À đây, tí nữa thì nhầm. Đây, mình sẽ cắm một đầu vào cái bơm này. Cắm thật chặt vào đây. Một đầu mình sẽ cắm vào cái cây đấm bốc này. Đúng rồi. Một đầu mình sẽ cắm vào đây. Xong là như thế này. Ui, cái bơm này. Người ta cho cái bơm này thì không biết là đến bao giờ mới bơm được cái cây đấm bốc này các bạn ạ. Ngang với cả tập thể dục cô. Mà mai nó có lên tí gì đâu. Ui, bơm được cây này lên à. Có khi tớ chả phải luyện tập gì nữa cậu ạ. Người đó đã to sẵn rồi. Nhím ơi, tớ nghĩ là dùng tay như thế bơm không ổn đâu. Chắc là phải có cách khác. Cậu đưa đây để tớ thử xem nào. Bây giờ tớ sẽ không dùng tay nữa nha, mà tớ sẽ dùng chân. Đấy. Có được không? Được cậu ơi, nhẹ nhàng luôn. Đây. À, thế là phải dùng sức nặng của người mình xong ấn cái bơm ấy xuống đúng không? Đúng rồi, đấy. Cậu thấy phần giữa này đang căng phồng lên không? Chị cha hay cho em thử vậy. Đấy, sau một hồi bơm bằng chân, tớ đã bơm được căng phồng cái phần giữa này lên rồi. Bây giờ em càng thích bơm đúng không? Nhưng mà Cam ơi, đã nối vào cái gì đâu mà bơm như thế làm gì? Em bơm cái gì đấy Cam? Em càng thích bơm đúng không? Đây, để chị cắm vào cái phần đế này cho em càng bơm phần đế lên nhá. Rồi. Đấy, em càng sức khỏe đấy. Đúng rồi, cứ như thế rằng thật nhiều lên là nó sẽ lên đấy. Đấy, nó đang căng lên dưới này, đang phồng lên dưới này. Được rồi đấy, cái này căng rồi đấy. Mình sẽ chuyển lên bơm cái bao ở trên cùng. Nốt cái này nữa là xong. Bây giờ sẽ bơm cái trụ chính. A few minutes later. Rồi, cuối cùng bọn mình đã bơm xong cái này rồi các cậu ơi. Đấy. Một cái trụ đấm bốc có hình những con cá heo đang ăn những chiếc hamburger. À, đây là trụ đấm bốc hamburger cá heo à. Này, để máy thử nhá. Anh làm gì thế? Trông mãi rồi. Ui Cam ơi, anh xin lỗi nha. Anh nhỡ tay đấm hơi mạnh tí. Này, bây giờ ra đây, em thử đấm cái này cho anh xem thế nào. Ui. Sức mạnh thế. Đấm một cái là bay. Để anh thử xem nào. Trang ơi. Nhưng này có cậu thế nào ấy. Tớ đấm nhẹ một cái nó đã đổ rồi. Thế thì làm sao mà tập luyện được? Ôi dồi ôi, thế thì làm sao mà tập luyện được nhỉ? Tớ xem trên mạng, thấy các bạn ấy tấm đẩy ra rồi lại vào như thế này. Làm gì có đổ, hai anh em cậu đấm đâu. Hay là hai anh em tớ khỏe quá nhỉ? Thế này thì cần gì phải luyện tập nữa. Hay là bọn mình còn đang thiếu nước nào cậu nhỉ? Xem nào, nó có hướng dẫn gì bên dưới này các cậu ơi. Đổ một cái gì đó vào chân đá. À đây, đổ đầy nước vào dưới cái đế này. À, hóa ra là có một cái nắp như cái nắp chai này. Chúng mình cứ vặn ra và đổ nước vào trong đấy. Thế mà lúc đầu tôi cứ tưởng chỗ này là chỗ để thoát hơi ra. Bây giờ mình sẽ bơm nước vào đây nhá. Đáng lẽ là mình phải bơm nước trước, sau đó rồi mình bơm hơi cái đế này để cho nó phồng lên. Đây. Ooh.
Cho càng nhiều nước thì là cái bao này nó càng chắc. Thì chúng mình đấm mới không bị bay cái bao này đi. Sau khi bơm nước vào rồi, tôi thấy cái trụ này nó chắc chắn hơn rồi đấy. Đây khó ăn này. Ủa, đấy. Ê. Mẹ ơi, đừng rồi đây. Mẹ ra đi. Ui dạ. Cẩn thận. Em càng phải đứng xa ra, không có bật lại vào mặt đấy. Em càng cẩn thận mà gãy kính đấy nha. Ui giời. Mày hết buộc này. Đấm chặt cơ mà. Đấm chặt ở phía trước này. Ui sao đấm vào tay anh đi. Như này này. Em Cam vẫn còn thiếu dụng cụ rồi. Găng tay của em Cam đâu? À đúng rồi. Đây này Cam ơi. Muốn mà đấm chuẩn ấy, mình phải đeo cái găng tay này vào đây này. Đây đúng rồi, tiếp tục đi. A few moments later. Đấy, tôi thấy bắt đầu em Cam Cam đã làm quen được với cái cây đấm bốc này rồi đấy. Biết cách đấm hơn. Chứ cái lúc đầu em Cam nó cứ như là vặn vào cái cục đấm bốc đấy, xong rồi nó lại bật vào mặt cho rụng cả kính ra. Bây giờ bắt đầu thấy quen dần rồi đấy. Cứ tập luyện như thế này á, đảm bảo em Cam sẽ chiến thắng trong cuộc thi cho mà xem.